Dạ, xin kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình Little Saigon TV tới chương trình Hội luận hàng tuần. Chúng tôi là Vũ Quý Hiển và Vũ Quý Hạo Nhiên, hôm nay ngồi thảo luận với những chương trình mà hứng thú trong tuần cho quý vị. Thì ngày hôm nay anh Hạo Nhiên có cái tin mới ra là Tổng thống Biden xóa nợ 10.000 đồng cho những học sinh hoặc là những cựu học sinh mà có thuế nợ ở nhà nước, thiếu nợ nhà nước. Thì anh Hạo Nhiên nghĩ sao? Tôi thì cái thời mà học đại học tôi nó qua lâu rồi, thành ra tiền nợ của cả nhà tôi là trả xong hết từ lâu rồi. Hay quá. Thành ra cái này thực sự ra là cá nhân tôi không có được hưởng cái gì trong đó hết, nhưng mà tôi cũng mừng là tại vì thí dụ ngày xưa mà cái thời của thế hệ mình mà đi học ấy, thì thời đó mình là dân tị nạn mới qua, rồi gia đình cũng không có tiền gì, cho nên hầu hết mình là có được Pell Grant, là tiền grant, tiền giống như là tiền tài trợ của nhà nước mà không phải trả lại, coi như cho luôn. Thì hồi đó là nội cái tiền Pell Grant thôi đó, là thí dụ như là hồi đó tôi đi học mà tiền học mà 2.000 thì nội tiền Pell Grant không cũng 1.500 rồi, là coi như là hầu hết tiền học là cover rồi. Có nợ món chút xíu thôi. Bây giờ hỏi đám sinh viên tôi đó, là vừa tiền học vừa tiền sách cộng lại ấy, là đi làm full time không đủ để trả. Mà đó là đi làm full time đó, chứ còn đi làm part time còn chết nữa. Tức là vừa học vừa đi làm. Vừa học vừa đi làm không đủ trả, tại vì thường thường lại còn phải trả thêm tiền nhà này nọ. Pell Grant bây giờ nó cover cỡ đâu có cỡ 1/4, 1/3. Ngày xưa là Pell Grant là cover quá nửa, gần như hết luôn. 75-80%, bây giờ cover còn được có 25-30%, mà cũng đâu phải ai cũng được Pell Grant đâu. Đúng rồi. Riêng về trong cộng đồng mình ấy, thì các bác lớn tuổi mà đi học Community College, tôi dạy Coastline College, có cái trụ sở là Lê Giao Building. Bây giờ thì học online hết thì không kể, nhưng cái thời mà còn học, mà thời trước pandemic, mà có học tại chỗ là ở Lê Giao Center, là có rất nhiều các bác mà mới qua, 40, 50, 60 học tuổi thêm. Mới qua đi học. Thì họ đi học full time. Mấy người lớn tuổi thì thường thường đi làm part time thôi, chứ không đi làm full time. Và họ xin financial aid, thì là có một số người có Pell Grant. Thì đối với những người đó là tại vì họ họ có những cái trợ cấp khác ở bên ngoài, họ mới qua, họ có Medicaid, Medicaid đấy, họ có food stamp, họ có housing, Section 8 housing ấy. Thành ra tiền Pell Grant đối với họ, họ là extra money. Thành ra họ sẵn sàng mà đi học để mà lấy Pell Grant này nọ. Thì những người đó thì còn ok, là tại vì họ có trợ cấp khác, chứ còn những em nhỏ ấy, mà không có trợ cấp khác là vì cha mẹ các em làm cho tiền. Mà khi mà họ tính financially thì họ tính vào income của gia đình, chứ không phải của riêng cá nhân em sinh viên đó. Không nợ nợ nhiều lắm, mà ra được cái bachelor mà nợ cỡ 100-200 ngàn là thường. Dễ dàng. Cái thời của mình là không có cái chuyện ra bachelor mà nợ 100 ngàn đâu, bây giờ là 100-200 ngàn là thường. Cho nên được tha 10-20 ngàn tùy người ấy. Thì theo tin tức nói thì nếu mà cái thời đi học mà không có Pell Grant, tức là coi như nhà không có nghèo lắm ấy, thì được tha 10 ngàn. Còn nếu mà thời đi học mà có Pell Grant, tức là nhà nghèo thiệt nghèo, thì được tha 20 ngàn. Cái đó thì cũng đáng kể, 10 ngàn đâu phải là đùa, nhưng mà so với cái tổng cộng phải không? Dạ, chưa chắc đã gì. Nhưng mà có riêng cái chuyện mà giảm cái số tiền trả hàng tháng đó, cái đó tôi nghĩ cái đó giúp các em nhiều hơn. Thì cái con số 10.000 á là từ cái hồi tổng thống Biden lên tranh cử là đã nói, đã thảo luận về chuyện đó rồi. Thì một bên những như giống như là thượng nghị sĩ Sanders với lại thượng nghị sĩ Warren á, thì muốn là 50.000, hoặc là ngay cả thượng nghị sĩ Schumer là muốn cho 50.000, nhưng mà tổng thống Biden thì chỉ từ lúc 2016 đến giờ là ông chỉ muốn là 10.000 thôi. Thì ngày hôm nay đó là ông ra cái lệnh là được 10.000. Thì 10.000 như vậy, như anh Hạo Nhiên nói trước đây, là rất đúng, là coi như so với cái giá nợ, cái giá học bây giờ nó không có thấm thía gì hết. Nhưng mà đối với người mà tự nhiên không được xóa 10.000 là rất là mừng, phải không? Tự dưng, tại vì ví dụ bây giờ mình lớn rồi, mình không có trả tiền học nữa, nhưng mình ví dụ trả tiền nợ nhà này nọ, mình biết mấy cái năm đầu mình trả nó không có thông nhất gì hết trơn, mình trả một cục bự dày, cái thấy tiền vốn nó xuống chút xíu rồi, ra vô tiền lời không à. Thành ra tự dưng thấy cái tiền vốn nó cắt được 10.000 với 20.000, mừng lắm chứ. Mừng lắm, đúng. Nhưng mà đối với những người theo đảng Dân Chủ thì là nói là 10.000 không đủ, tại vì
như anh Hạo Nhiên nói, mượn nhiều khi cả 100,000 mà chỉ có học bằng cử nhân thôi, chứ chưa phải là cao học nữa. Yeah. Thì là 10,000 đối với họ có thể là chỉ có 1/10 hoặc là mấy lắm là 1/5. Thì những người đảng Dân Chủ là muốn thêm hơn. Thì ngược lại những người theo đảng Cộng Hòa hoặc là những cái người mà hơi bảo thủ thì họ nghĩ là tại sao lại đưa 10,000 cho, giống như ngay cả so sánh với anh Hạo Nhiên hồi trước cũng phải mượn tiền mà đâu có ai cho đâu, rồi cũng phải tự trả. Thành ra họ cãi, họ nói là cho 10,000 như thế là giống như là cho welfare, rồi nó còn ảnh hưởng đến cái vấn đề mà thâm nhũng, cái vấn đề là inflation, thâm thủng với lại lạm phát. Yeah. Thì anh Hạo Nhiên nghĩ như thế nào? Nói về chính trị là thí dụ hồi nãy là anh Hiển có nhắc tới thượng nghị sĩ Sanders, là ông Bernie Sanders, là cái thời mà ông ra tranh cử cũng tổng năm thống 2016 luôn năm rồi. Tranh cử tổng thống năm 2016 và năm 2020 á. Rồi thượng nghị sĩ Warren, là Elizabeth Warren, hồi tôi đi học là cái cuốn sách về commercial law là của Elizabeth Warren là tác giả. Thì hai người đó là thuộc về cái ngánh coi như là cực tả hả? Đúng rồi, thiên tả. Yeah, tức là hai người đó rất là progressive, rất là cấp tiến, rất là muốn nhà nước phải chi một đống tiền để giúp đỡ người này người kia, đúng, ai cũng muốn cho tiền. Thì bên phía mà chống lại hai người đó bảo là bộ tiền chùa hay sao mà đem cho dễ dàng dữ vậy? Tiền đâu mà cho, đúng không? Thì họ muốn là muốn xóa như vậy, nhưng mà giờ nếu mà xóa 10,000 á thì cũng là xóa rồi, là đã tối rồi, phải không? Thì tức là như hồi nãy mình nói qua nói lại á, thì là 10,000 nó chỉ là cỡ 10% của 100,000 thôi, nó không có là bao nhiêu. Nhưng mà đứng nhìn cái số tiền vốn tự dưng nó xuống 10,000 cũng mừng lắm. Thành ra nó vừa là con số nhỏ, nhưng mà trong cấp thời thì nó là một con số lớn. Thì có một số người cho là như thế là unfair. Tại sao những người như thế này đi học đại học này nọ, tức là những người có tương lai, đúng không? Bây giờ cứ coi như người có bằng cử nhân là người có tương lai, và người không có bằng cử nhân là bị thiệt thòi. Thì giữa hai người, một người có tương lai sáng lạn vì có bằng cử nhân thì lại được cho thêm tiền. Tức là coi như được xóa bớt nợ, là cũng là một dạng cho thêm tiền. Đúng rồi. Tôi nghĩ mình phải trở lại cái chuyện là xóa nợ với cho thêm tiền nó giống nhau ở chỗ nào. Đúng rồi. Và một mặt khác là những người mà không được đi học đại học, người ta đang đi làm, người ta sợ nợ cho nên người ta đi làm. Bây giờ cái xong rồi, ủa tự nhiên cái đám kia được tiền, mình không được gì hết trơn. Cái đó cũng có một cái phần bất công ở trong đó. Nhưng mà khi mà phải nói cho thẳng là khi mà nhà nước ra chính sách kinh tế, bao giờ cũng có người được lợi hơn người khác. Cái chuyện đó luôn luôn là vậy. Mình quen, thí dụ như bây giờ mình quen cái chuyện là mua nhà thì được trừ thuế. Ủa vậy mấy người nghèo người không mua được nhà thì được, sao vậy? Đúng rồi. Không. Thì là yeah, cái chính sách nhà nước đưa ra gần như không bao giờ là nó đều cho tất cả mọi người hết trơn ấy. Mình phải coi là cái người mà được lợi đó, ngoài cái chuyện là cái những người đó được lợi có cái gì nữa không. Thì đối với tôi, tôi cho cái này là ok. Đúng là đối với những người mà có bằng cử nhân, những người đó sẽ được lợi. Những người mà không được đi học đại học vì lý do này nọ, những người đó không được lợi trong cái luật này. Nhưng mà mình phải xem đó như là một thứ giống như là đầu tư, nhà nước đầu tư vào những người mà có bằng cử nhân là vì mai mốt họ sẽ làm được việc này việc nọ cho đất nước. Giống như đầu tư vào giáo dục, một hình thức đầu tư vào giáo dục vậy. Lời anh Hạo Nhiên nói rất là đúng, là cái vấn đề nhìn xa, nhìn về cái chính sách. Thì lát nữa sau khi mà mình quay trở lại chương trình á, thì mình sẽ nói về vấn đề tại sao, cái lý do tại sao Tổng thống Biden và xóa được cái nợ này. Thì bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình Thương mại của Đài.